trái tim kim cương. Kính Tâm đã suy nghĩ cách thức trả lời thầy và các sư anh về việc sư chú tiếp nhận đứa hài nhi, đã cầu xin sư anh hiểu và chấp nhận. Nhưng điều đó không ngăn sư anh Thành Tâm nổi giận và không nhìn mặt sư chú luôn mấy ngày. Không phải sư chú Thành Tâm không thương sư chú Kính Tâm, nhưng sư chú Thành Tâm không có đủ sức để chịu đựng được một sự kiện như thế. Mình không phải là cha của đứa bé, mình đã trình với làng mình không phải là cha của nó, thì tại sao bây giờ mình lại nhận đứa bé về nuôi? Cái ách đã thoát ra rồi, tại sao mình lại tự chồng trở lại vào cổ của mình? Sư chú đã nghe lý luận, dù xây chín đời phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người, nhưng sư chú vẫn không chấp nhận được. Tại sao không phải là cứu cho bất cứ một người nào khác mà lại cứu ngay cái người ấy? Nhưng Kính Tâm có một lập trường sắt đá, còn cứng hơn cả sắt đá, đó là trái tim kim cương của chú. Hễ chú nghĩ cái gì là phải thì chú cứ làm ngay cái ấy, ai ngăn cũng không được. Tại sao một con người thánh thiện, dịu dàng và ngọt ngào như thế mà cái đầu lại cứng rắn đến vậy? Tuy nhiên chỉ 7 ngày sau là Thành Tâm đổi thái độ. Sự trì chí của sư em chú đã thay đổi được cái nhìn của chú. Còn sư anh Chí Tâm? Sư anh Chí Tâm cũng đã bắt đầu bằng sự không đồng ý, nhưng sư anh im lặng không phản đối. Có lẽ sư anh bị giằng co bởi hai khuynh hướng trong lòng. Một khuynh hướng là sợ người đời cười chê. Một khuynh hướng là có đức tin nơi người sư em kỳ lạ có 102 trên cuộc đời này của mình. Về phía thầy bản sư thì thật là kỳ lạ. Sau khi nghe sư chú Kính Tâm thỉnh cầu, thầy chỉ im lặng. Rồi thầy nói: để cho con tự định liệu. Con đã khôn lớn, con đã có tuệ giác, con hãy làm theo cái mà con nghĩ là đúng. Nuôi em bé quả là một vấn đề lớn. Thím hạng dưới sớm không có nhiều sữa, nhưng thím cũng sẵn lòng chia sẻ bớt cho bé Thiện Tài. Sư chú đã đặt tên cho đứa con nuôi này là Thiện Tài, và sư chú phải nhai cơm thật nhuyễn để mớm cho bé. Rồi sư chú ru bé ngủ bằng những bài thi kệ trong kinh Bục, toàn là bằng thi kệ. Sư anh Thành Tâm thích nhất là bài Hải Chấn Triều Âm: phổ môn giọng tiếng triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen. Cam lộ một giọt tưới lên, xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Chú Tiểu Mãn rất thích được ôm em bé Hiện Tại. Lâu lâu chú Mãn lại chạy ra liệu xin được ôm bé, hoặc ít nhất là được ngồi một bên bé, nhìn bé ngủ. Có bé Hiện Tại, cuộc sống trong chùa lại vui hơn lên. Sư chú Kính Tâm nuôi bé Hiện Tại với tất cả lòng thương yêu của mình, và việc nuôi con trở thành một pháp môn thực tập. Từ khi có bé, chú đã phải nhờ sư anh Thành Tâm thỉnh hộ đại hồng chung mỗi buổi chiều, bởi vì vừa ẵm con vừa thỉnh chuông rất bất tiện. Tiếng chuông đại hồng chung lớn quá thường thức bé dậy và làm cho bé khóc. Có khi nhớ chuông quá thì sư chú nhờ sư anh ẵm hộ bé, để sư chú lên thỉnh chuông và sướng kệ chuông. Chú Tiểu Mãn cũng xin thỉnh thoảng được ẵm em bé trong thời gian sư chú Kính Tâm thỉnh chuông và hô kệ. Ai cũng đã biết thưởng thức tiếng hô kệ của sư chú, vắng tiếng ấy, ai cũng cảm thấy có một cái gì thiếu thốn. Vốn thạo nghề may giá, sư chú đã may áo quần cho bé Thiện Tài. Sư chú dùng toàn vải nâu và may cho bé những chiếc áo thầy tu nhỏ xíu. Khi bé đã được 2 năm, sư chú dạy bé kêu mình bằng sư bố. Hai sư anh nghe thấy cũng bật cười, nhưng cứ để mặc sư chú. Hiện Tài lớn lên, lạ thay, không giống mẹ gì cả. Trái lại, khuôn mặt càng lúc càng giống sư bố của nó. Điều này lại làm cho người ta nghi ngờ thêm sư chú Kính Tâm. Có ai ngờ những hạt giống đạo đức và công phu tu tập từ cha nuôi em bé đã được gieo trồng và tưới tẩm nơi em bé, còn hơn cả những hạt giống di quyền của cha mẹ huyết thống của nó. Sư chú Chí Tâm, mà bây giờ ai cũng gọi là thầy Chí Tâm hoặc đại đức Chí Tâm, được xem như là người tu học lâu năm nhất ở chùa, là người rất chuyên cần tu tập, mà cũng phải công nhận là công phu tu tập của mình không thể nào được so sánh với công phu tu tập của sư em Kính Tâm.
Quả thật, Kính Tâm đã để hết tâm lực vào công phu thiền quán. Tối nào Kính Tâm cũng thiền tọa cho đến khuya. Mỗi khi Chí Tâm nhìn ra đồi thông mé trước cổng Tam Quan, thầy cũng thấy ánh đèn dầu từ chiếc lều Kính Tâm chiếu ra. Không một buổi thực tập nào hay sinh hoạt nào trong chúng mà Kính Tâm vắng mặt, trừ những khi sư chú đau yếu. Thầy Chí Tâm thường bắt gặp sư chú đi thiền hành từng bước chậm rãi, thảnh thơi và vững chãi trên con đường mòn phía trước Tam Quan. Có khi thầy tự thẹn đã không tin tiếng tu học bằng người sư em của mình. Đối với Kính Tâm, bé Thiện Tài là cả một đề tài quán chiếu. Nó là con của Mầu Thật đấy, nhưng nó cũng là con của sư chú. Nó là công án mà sư chú phải quán chiếu cho đến khi thấu triệt. Trong những giờ thiền quán, Kính Tâm thấy trong những vụ oan ức và đau khổ của mình có tới ít nhất là 4-5 người trẻ can dự. Người đầu là chính sư chú. Sư chú đã từng khổ đau, đã từng trải qua bao nhiêu tai ương và hoạn nạn. Nhưng đâu phải chỉ có một mình sư chú phải gánh chịu tai ương và hoạn nạn. Người thứ hai là thiền sĩ. Thiền sĩ cũng đang đứng vào một thế kẹt. Con nhà giàu có cơ hội học hỏi và tiến thân, nhưng chàng không làm chủ được cuộc đời chàng. Thiền sĩ chỉ là cái bóng của cha mẹ, hoàn toàn sống theo sự điều khiển của cha mẹ, như một con rối cử động theo những chiếc dây của người điều khiển. Chàng không có khả năng tự lập, tự suy đoán, không có khả năng tự tạo hạnh phúc cho mình và người mình thương. Sư chú nhớ lại giờ phút mình từ giã bố mẹ chồng và chồng để về nhà cha mẹ. Thiền sĩ ngồi đó rất muốn nói một cái gì, nhưng rốt cuộc chàng đã không lên tiếng được. Mình sắp mất vợ, mình sắp đánh mất cuộc đời của mình, vậy mà mình hoàn toàn không có chủ lực, không có quyết đoán. Bố mẹ của chàng đã quyết định đuổi nàng dâu đi, chàng làm sao có thể chống cự lại? Kính đã cố gắng làm hết sức mình, và Kính biết là sức mình không thể chuyển đổi được tình trạng. Cho nên khi cất bước về nhà cha mẹ, Kính đã thấy trong người nhẹ nhõm. Kính không hờn quán chồng. Nàng chỉ có cái tội là thiếu sự kính phục đối với chồng mà thôi. Mà khi đã không kính phục thì tình yêu không thể nào tồn tại được. Rồi đến người thứ ba là cô thiếu nữ tên Mậu. Con nhà giàu, có nhan sắc, có địa vị, nhưng Mậu có hạnh phúc gì đâu. Nàng chưa bao giờ được yêu, dù có hàng chục chàng trai theo đuổi. Chính người con trai đã ngủ với Mậu, Mậu cũng không yêu và không kính. Người ấy là ai? Sư chú Kính Tâm không cần biết. Nhưng có một điều sư chú biết là Mậu không yêu người ấy. Mậu chỉ là nạn nhân của người ấy, và người ấy cũng là nạn nhân của Mậu. Mậu đem lòng thương một sư chú, nhưng ác hại thay, niềm yêu ấy gặp phải một trở lực lớn. Trở lực thứ nhất là người nàng yêu là một người tu hành. Trở lực thứ hai là người nàng yêu không phải thực sự là một người con trai. Mậu là không biết tu tập theo chánh pháp, không biết thực tập năm giới. Chưa ai chỉ bảo cho Mậu biết rằng thân và tâm là những đại dương sâu, trong đó có những đợt sóng ngầm và những loài thủy quái có thể làm chìm đắm con thuyền của đời mình trong chốc lát. Đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng vì tình như thế thì giàu cũng không có ích lợi gì, có nhan sắc cũng không có ích lợi gì. Vấn đề là làm thế nào cho có hạnh phúc. Cả hai đều đang bị chìm đắm trong biển khổ sông mê. Nếu Kính Tâm không tu tập thì chính tự thân sư chú cũng đã không thoát ra được khỏi biển khổ sông mê ấy. Mậu đã hy vọng có thể đặt sư chú Kính Tâm vào thế phải chấp nhận ra đời và cưới nàng. Nàng vẫn còn tin ở sức mạnh của thế lực, của quyền uy và của địa vị xã hội nàng. Nhưng Kính Tâm đã bất chấp những thứ ấy. Dù là sự tra tấn, bao nhiêu tự hào và cao ngạo của một cô gái nhà giàu và có nhan sắc đều bị hất đổ. Nên có thể nói rằng nàng là một cô gái đau khổ nhất trên đời. Nàng còn có gì nữa để làm điều kiện cho một hạnh phúc? Phải chăng con đường duy nhất còn lại là con đường tu tập?
Người thứ tư là người cha huyết thống của thiện tài. Người ấy giàu có hay nghèo, đã trưởng thành hay còn nhỏ tuổi, có địa vị hay không có địa vị trong xã hội, có quen với sư chú hay không quen với sư chú, hiện còn trong làng hay đã xa chạy cao bay đi nơi khác. Những câu hỏi ấy không quan trọng mấy đối với sư chú. Sư chú chỉ thấy là người ấy cũng đang đau khổ. Đau khổ vì tuy đã được màu cho ngủ với màu, nhưng vẫn không được màu thương, không được màu thừa nhận. Nếu màu thương người này, thì màu đã nói tên người ấy lên cho làng biết, để cuộc lương duyên được tác thành. Sự thật là màu đã không thương, mà nàng còn sợ, không dám nói đến tên nữa. Người ấy hiện đang sợ hãi, không dám ra mặt, không dám nhận con. Có thể là người ấy cũng chưa biết là mình đã có một đứa con. Và nếu màu đã không khổ đau, vướng mắc và tuyệt vọng, thì người ấy đâu đã kẹt vào thế phải ẩn thân trốn tránh. Người ấy cũng đã là một nạn nhân của sự dại khờ và sợ hãi. Chừng nào người ấy mới thoát nạn? Đó là người trẻ tuổi thứ tư liên quan tới tình trạng. Trong bốn người, chỉ có một mình sư chú là đã thấy được con đường thoát, đã tu tập để không bị khống chế bởi những nỗi oan khóc và khổ đau tày trời đã từng xảy đến. Nhìn quanh sư chú, thấy có biết bao nhiêu người trẻ, trai cũng như gái, đang kẹt vào cái thể khổ đau mà bốn người đang kẹt. Mấy ai tìm ra được lối thoát để diệt trừ phiền não, đạt tới giải thoát như sư chú? Đức Quan Thế Âm là người có thể diệt trừ được ba loại tai ương, tám thứ hoạn nạn. Đó là nhờ Ngài có tâm từ rộng lớn, có tâm bi rộng lớn. Nếu kính tâm cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và thanh thoát, đó cũng là nhờ sư chú đã nỗ lực tu tập quán chiếu để chất điệu từ và bi nảy sinh trong lòng, như những dòng suối trong phun lên từ lòng đất. Nhìn lại ba người kia, thiện sĩ, màu và người cha của bé thiện tài, sư chú thấy người nào cũng khổ, cũng còn lần đần lao đao, cũng còn lặn ngụp trong cõi sông mê biển ái. Nhờ thấy được như thế nên sư chú mới đem lòng thương cả ba người. Và nhờ thương xót cho nên trong lòng sư chú mới không có hận thù, oán trách và khổ đau. Sư chú biết sư chú phải thực tập tinh tiến hơn nữa để một ngày kia có thể cứu độ được ba người ấy. Và biết bao nhiêu người như họ, tuổi trẻ đi trên con đường mê, thật là đáng thương xót. Bố mình, mẹ mình, thầy mình, hai sư anh của mình và chính bé thiện tài, tuy không có trách nhiệm gì về những khổ đau và lầm lỡ đó, nhưng cũng đã trở thành những nạn nhân phải gánh chịu. Đại nguyện. Ai ở trên đời này mà không từng bị oan ức? Nhưng bị oan ức mà cứ để hận thù chế ngự thì nỗi đau biết đến ngày nào cho chơi. Bị oan ức nhưng làm thế nào để cởi mở, làm thế nào để giải oan? Ở đời vì khổ đau, người ta chỉ muốn nuôi ý hận thù, muốn trừng phạt kẻ kia bằng những biện pháp bạo động. Nhưng Bụt đã dạy, hận thù không thể giải tỏa được bằng hận thù. Suối giải oan là suối của từ và của bi. Nếu không có chất liệu từ bi thì hận thù sẽ chồng chất từ kiếp này sang kiếp khác. Chính trong những buổi thiền tọa, thiền hành hay trong những lúc nhặt rau, gánh nước mà sư chú kính tâm đã sử dụng chiếc gươm thần của trí tuệ quán chiếu để chặt đứt những phiền não, oan ức và khổ đau của mình, tâm của sư chú hiện giờ đã thảnh thơi và an lạc. Năm tháng đã đi qua, hiện tại bây giờ đã 6 tuổi, chú Tiểu Mãn đã 13 và đã được chính thức thọ giới sa di với pháp danh là Mãn Tâm. Sư anh Thành Tâm cũng đã được thọ giới lớn năm ngoái.
tổ chức ở Châu Trị, Long Biên. Sư chú đã xin với sư phụ là sau khi thọ giới lớn, sư chú được về quê thăm bố mẹ và em trai. Em Châu năm nay đã 25 tuổi. Có thể em đã học xong trường đại tập, cũng có thể em đã được đi thi một lần. Sư chú đã tu ở chùa Pháp Vân trên 8 năm. Trong thời gian ấy, sư chú chưa từng viết thư về thăm nhà, sợ viết thư sẽ làm lộ tung tích. Về tới nhà, sau một thời gian thăm viếng bố mẹ, sư chú sẽ tìm cách thiết lập một ngôi chùa để tu học, một ngôi chùa cho phái nữ đầu tiên trên đất nước sư chú. Sư chú tin rằng sư chú sẽ thành công. Sư chú sẽ có cơ hội phục sức như một sư cô, sẽ chủ trì ngôi chùa sư nữ ấy, đặt tên chùa là chùa Giải Quang, và sẽ viết thư thỉnh mời cô tiểu thư Mầu về chùa cùng tu tập với mình. Nhưng chưa đến ngày đại giới đàn thì sư chú ngã bệnh. Sư chú bệnh rất nặng mà không chịu cho ông thầy nào vào liều chẩn mạch. Suốt 10 hôm sư chú không nuốt được một chút gì vào bụng, dù là một chút cháo. Chú tiểu Thiện Tài tuy còn bé nhưng đã biết nhìn sư bố của mình bằng một cặp mắt lo lắng. Thiện Tài rất thông minh, chú đã thuộc rất nhiều kinh kệ mà không cần phải học hỏi gì cả. Chú đã biết ngồi thiền, đi thiền và giúp chú mãn tâm trong việc quét tước và nhặt rau. Mấy hôm sư bố bệnh, chú cứ quanh quẩn bên liều, khi thì đi nấu nước, khi thì đi xin củ gừng, khi thì đi nhắn tin với thầy Thành Tâm đến cho sư bố nhờ chút việc. Chú Thiện Tài đã lớn và đêm đêm quen ngủ với sư chú mãn tâm. Buổi khuya nào Kính Tâm cũng lên cơn sốt. Có hôm chú bị xuất huyết nặng. Một buổi khuya nọ, sau khi cơn sốt dịu xuống, sư chú biết mình không thể sống lâu được nữa, sức lực của sư chú không còn. Sư chú ngồi dậy, ngoài kia trăng sáng vằng vặc, đêm nay cũng là đêm rằm. Kính Tâm biết là sư chú phải ngồi dậy viết thư cho thầy và cho bố mẹ. Kính Tâm thấy trong lòng bình thản lạ lùng, và khi nghĩ đến bố mẹ, đến em Châu và các sư anh của mình, sư chú bỗng cảm thấy trong người có nhiều năng lượng. Vì vậy sư chú đã có thể ngồi viết được một hơi 3 lá thư. Lá thư đầu cho bố mẹ và em trai, lá thư thứ hai cho thầy bản sư, và lá thư thứ ba cho Mậu. Tay sư chú cầm bút không run chút nào. Trong lá thư gửi lên thầy, sư chú cầu thầy trước hết tha cho mình tội là gái giả trai, nói rằng đó cũng là do ước muốn tu hành lớn lao quá, không ngăn cản nổi. Sư chú trình thầy hết mọi sự và cũng trình thầy về ước muốn xây dựng một ngôi chùa nữ tăng để giới phụ nữ có thể xuất gia. Sư chú cũng xin phép thầy cho sư anh Chí Tâm của sư chú có thể đem một lá thư của sư chú viết cho bố mẹ về tận quận Cửu Chân, và cho chú tiểu Thiện Tài đi theo, và cho chú tiểu Thiện Tài đi theo để trình diện với ông bà ngoại của chú. Sư chú cũng ghi chép rõ ràng tên họ và địa chỉ của bố mẹ, từ tên làng, tên tổng đến tên quận. Sau cùng sư chú xin lại thầy chính lại để tỏ lộ niềm tin và lòng biết ơn không bờ bến của sư chú đối với vị bản sư mà sư chú thương kính với tất cả tấm lòng. Sư chú nói là ngài đã mở được con đường tâm linh cho sư chú, và sự tu học thành đạt của sư chú đã hoàn toàn được bắt nguồn từ tuệ giác và từ bi của thầy. Cuối cùng sư chú khẩn khoản xin thầy tìm cách thực hiện ước vọng thâm sâu nhất của sư chú trong giờ phút này, đó là việc xây dựng một ngôi chùa cho các sư cô tu học. Trong lá thư gửi cho bố mẹ, sau khi nói những lời tạ tội bất hiếu và những lý do đưa đẩy tới sự xuất gia của mình, Kính Tâm đã thư trình với hai đấng thân về niềm hạnh phúc lớn lao của sư chú trong suốt thời gian được xuất gia tu học. Sư chú cũng kể chuyện về sư chú và của con gái ông phú hộ trong làng, nhưng kể một cách rất nhẹ nhàng và rất có duyên. Sư chú cảm ơn em Châu trong thời gian 8 năm qua đã chăm sóc bố mẹ cho chị, và nói rõ sở dĩ sư chú thành đạt được trong cuộc đời tu học đó cũng nhờ em. Cuối thư, sư chú xin với bố mẹ khi về giao chỉ để đưa đám và hộ niệm cho mình thì cũng báo tin rủ chàng thiện sĩ cùng đi.
Sư chú cũng có nói về hạnh tu nhẫn nhục ba la mật và những an lạc và hạnh phúc do sự tu tập đem lại. Cuối cùng, sư chú cũng mong bố mẹ chấp nhận chú Thiện Tài là cháu ngoại của hai vị. Trong lá thư gửi cho Mầu, sau khi kể chuyện mình, sư chú bảo là sư chú không oán hận gì nàng cả, rằng sư chú biết là Mầu đã khổ đau, đã tuyệt vọng, nên sư chú rất mong Mầu sẽ cố tâm tu tập để có thể chuyển hóa những niềm đau khổ của mình. Sư chú nói rằng sư chú luôn luôn xem Mầu là một người bạn gái, và nếu Mầu chịu tu tập theo đạo giải thoát thì sư chú sẽ rất hài lòng. Viết xong lá thư cho Mầu, Kính Tâm cảm thấy sức lực không còn. Sư chú buông bút, thổi tắt ngọn đèn dầu, ngồi thẳng lại và bắt đầu thực tập dưỡng thần bằng phép quán niệm hơi thở. Đến khi sắc thân và tâm ý được an tịnh và điều hòa, sư chú liền đi vào vô lượng từ quán. Tinh lực của từ quán trở nên hùng hậu, sư chú liền đi vào vô lượng bi quán. Vô lượng bi quán thành tựu, sư chú nhập vô lượng hỷ quán. Nụ cười nở mãi trên khuôn mặt an tĩnh của sư chú, năng lượng hỷ quán dồi dào, sư chú bắt đầu đi vào vô lượng xả quán. Tới đây, từ bi và hỷ bao trùm được bản thân và mọi loài trên thế giới. Sự phân biệt người thương và kẻ ghét tuyệt đối được san bằng. Sư chú mở lòng ra cho tất cả mọi loài chúng sinh. Sư chú tập trung chánh niệm vào bố mẹ, vào em, vào thầy, vào các sư anh, vào những người đã yểm trợ cho sư chú trong suốt 28 năm của thọ mệnh hiện tại. Rồi sư chú mỉm cười, buông bỏ thọ mạng và nhục thân hiện tại. Trong tư thế ngồi hoa sen vững chãi, sư chú lìa trần. Buổi sáng hôm sau, chính chú Tiểu Thiện Tài đã ra liều sớm và khám phá ra rằng sư bố của mình vừa viên tịch. Chú hoảng hốt chạy đi tìm sư chú Mãn Tâm, và khi chú Mãn Tâm còn đang đi tìm thầy Thành Tâm thì thầy Chí Tâm đã ra tới tịnh thất của Kính Tâm và đã thấy người sư em của mình nhập viện. Thầy đỡ người sư em của mình nằm xuống chiếc giường tre trong liều. Thầy Thành Tâm cũng đã ra tới. Chỉ trong chốc lát, hai thầy đã khám phá ra rằng sư em Kính Tâm của hai vị là một người con gái. Thầy Chí Tâm bảo mọi người bước ra khỏi tịnh thất và tất cả hãy đứng bên ngoài chắp tay và niệm mục. Thầy vừa đi vào chùa vừa khóc. Thầy đi vào để tìm Hòa Thượng Phương Trượng. Nghe tin, Hòa Thượng cũng cảm xúc tới chảy nước mắt. Ngài truyền thầy cho người xuống báo cho cụ Tiên Chỉ và các vị chức sắc trong làng biết. Đồng thời, Ngài cũng cho mời vài vị đệ tử Ưu Bà Di thân cận ở chùa đến để lo việc thay áo và tẩm liệm cho sư chú Kính Tâm. Trái tim có mặt. Tiếng đồn sư chú Kính Tâm là gái, chạy từ thôn trên xuống xóm dưới, từ làng nọ tới làng kia nhanh như chớp giật. Từ dưới làng và từ các làng kế cận, người ta đổ về chùa không ngớt. Thiện nam tín nữ, người già, người trẻ, người theo, kẻ chống, tất cả đều bị xúc động mãnh liệt. Mặt trời vừa đứng bóng mà trong khuôn viên chùa đã chật nghẹt cả người. Hòa Thượng Phương Trường đã đọc lá thư của sư chú Kính Tâm gửi cho Ngài. Ngài cho phép Đại Đức Chí Tâm đưa chú bé Thiện Tài lên đường về quê quán của Kính Tâm, đem theo lá thư của sư chú gửi về bố mẹ. Và Ngài cũng cho chú Mãn Tâm mang lá thư sư chú viết cho thị mầu xuống cho nàng. Chú xuống tới nhà nàng thì nàng không còn đấy nữa. Thì ra nàng đã nghe tin và đã lên chùa từ đầu giờ Tỵ. Chú Mãn Tâm phải trở lại lên chùa và khó nhọc lắm mới tìm ra được cô Mầu và trao cho cô bức thư ấy.
nhục thân của Kính Tâm được di chuyển vào Tây Đường. Đèn nến sáng trưng và khói hương nghi ngút suốt cả ngày đêm. Đích thân Hòa Thượng Phương Trường đứng ra hướng dẫn các thời tụng niệm. Mỗi khi ngày mệt thì thầy Thành Tâm đứng ra thay thế. Tiếng tụng niệm bục vang khắp điện trong sân ngoài. Có biết bao nhiêu là người khóc. Người ta nói với nhau: tu như vậy mới là tu chứ. Nhẫn được điều khó nhẫn, vậy mới gọi là nhẫn nhục ba la mật chứ. Khốn khổ, vậy mà đày đọa người ta hơn cả 6 năm trời. Có nhiều ông mắt đỏ que, có nhiều bà cụ khóc bù lu bù loa. Tiếng niệm bục vọng lên không ngớt. Nhục thân của sư chú Kính Tâm sẽ được quàng ở Tây Đường trong 7 hôm. Trước khi được đưa lên giàn quả ở khu đồi phía trước chùa, ngay trên chiếc tịnh thất của sư chú, thầy Chí Tâm đã được lệnh đi ngựa để có thể đưa gia đình sư chú về kịp dự lễ trà tiệc. Gia đình của Phú Ông, trong đó có Mậu, đã đến trình làng xin đứng ra đại thọ cho tất cả những phí tổn của tang lễ. Mọi người trong gia đình Mậu đều nghe theo lời khuyến thỉnh của Hòa Thượng Phương Trường, lên ở hẳn trên chùa, ăn chay, nằm đất, đọc kinh, sám hối và cầu nguyện. Mậu đã khóc hết nước mắt. Trong lễ phát tang, nàng đã quỳ xuống xin thọ tang cho sư chú với tư cách là một người em ruột. Nàng dâng theo tất cả những lời chỉ dạy của thầy Thành Tâm. Một điều rất lạ đã xảy ra. Từ khi phát kiến được sự thật và thọ tang, nét mặt nàng và con người nàng đã biến đổi hẳn. Nét u sầu và tuyệt vọng đã biến mất. Mặt nàng rạng rỡ, như vừa tìm thấy được một người yêu đích thực của đời nàng. Theo lời dạy của Hòa Thượng trụ trì, kinh Lục Độ Tập của Thiền sư Tăng Hội được đưa ra trì tụng cả ngày đêm, và ai cũng đã thuộc lòng những bài kệ mà kinh dạy về hành nhẫn nhục ba la mật. Cuối cùng Đại Đức Chí Tâm về tới, thầy báo tin chiếc xe sông mã chở bố mẹ, em châu của sư chú, chàng thiện sĩ và chú tiểu thiện tài sắp về tới. Thầy nói thiện tài đã được ông bà chấp nhận như một đứa cháu ruột. Hai ông bà đọc thư đã khóc ròng. 8 năm trời trông tin con gái mà không thấy một tâm hơi. Đến khi thư tới thì con gái đã trở nên người thiên cổ. Xe ngựa dừng dưới chân đồi, nhìn lên chùa, ông bà Lý đã trông thấy pháp phới bay trong gió, bức minh tinh màu đỏ có đề danh hiệu Kính Tâm. Hai ông bà lại òa lên khóc. Đúng ngọ mới là lễ trà tỳ quả thiêu nhục thân của người quá cố, vậy mà giờ này sân chùa đã nghịch kín cả người. Thiện nam tín nữ đến dự lễ trà tỳ đông quá, có đến trên 3.000 người. Sân chùa vẫn vang tiếng tụng kinh niệm bục. Một cây cầu làm bằng tấm lụa trắng hàng trăm thước bề dài đã được dâng lên. Chiếc cầu này tượng trưng con đường từ bờ khổ đau qua bến giải thoát. Hòa Thượng đích thân ra đón ông bà họ Lý, châu thiền sĩ và chú tiểu thiền tài, rồi đưa họ vào phương trường. Ngài phủ dụ mọi người, hướng dẫn mọi người lại bục, rồi vào Tây Đường chiêm bái nhục thân của sư chú Kính Tâm. Nét mặt sư chú rất bình thản, trên môi vẫn còn dấu tích nụ cười của giờ phút nhập diệt. Mọi người quỳ xuống trước bàn thờ Tam Bảo và làm lễ thọ tang. Châu thọ tang chị, thiền sĩ thọ tang vợ và thiện tài thọ tang sư bố. Mọi người đều phát nguyện ăn chay, thực tập năm giới và tụng kinh niệm bục. Chuông trống bát giả vang dội lên báo giờ di quan và rước dục thân người quá cố ra giàn quả. Thiện nam tín nữ được lệnh nép ra chừa lối cho đặt rước. Ông bà họ Lý, ông bà Phú Hộ, châu thiện sĩ, Mầu và chú tiểu thiền tài đều mặc tang phục đi sau linh cữu. Các thầy Chí Tâm và Thành Tâm chủ trì lễ nghi, hướng dẫn sướng tán và hộ niệm. Trầm hương sông ngát, lòng người theo với trầm hương mở rộng và tỏa ra tận 10 phương. Chuông đại hồng điểm từng tiếng khoan thai, vỗ về lòng người.
giúp cho tâm tư mọi người lắng động. Giờ phút này không còn trái tim nào mang tư tưởng hận thù chia rẽ. Giờ phút này không còn trái tim nào còn mang chất liệu oán hận và căm thù. Trên 3.000 người có mặt mà tâm người nào cũng được đánh đồng bởi tình thương. Trái tim của sư chú Kính Tâm đã đi vào trái tim mọi người. Sư chú Kính Tâm đang có mặt một cách rất hiển nhiên, vừa trong cõi thế gian, vừa trên bờ giải thoát. Trong lúc quả đàn bốc cháy, Hòa Thượng Phương Trượng trong y hậu đại lễ chỉ cho tứ chúng thấy một dần sáng trên trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, có rất nhiều vị thấy được một vùng hào quang nơi tập hợp của nhiều đám mây ngũ sắc. Sư chú Kính Tâm là người chân tu, sư chú chắc chắn đã được siêu thăng. Tới giữa giờ Mùi, lửa quả đàn mới tắt. Các đại đức Chí Tâm và Thành Tâm ra lệnh rưới nước thơm dập tắt than lửa và thu thập tro tàn của nhục thể Kính Tâm. Hai đại đức đã tìm thấy trong tro 75 hạt xá lợi, có hạt lớn bằng đốt tay út, long lanh như hạt châu, có hạt nhỏ như hạt vừng, tất cả đều long lanh chứa màu ngũ sắc. Hai thầy tự tay thu nhặt xá lợi và bỏ vào trong một bình bằng sứ trắng để đem vô chùa thờ phụng. Hiện thân đứng trên một pháp tòa cao, Hòa Thượng bắt đầu thuyết pháp cho đại chúng. Giọng ngài rền lớn như tiếng chuông đồng, dù tuổi ngài đã suýt soát 70. Ngài dạy rằng sư chú Kính Tâm tuy mới là một sa di, chưa được thọ giới lớn, nhưng đã tu hành đắc đạo. Sư chú quả là một vị Bồ Tát hiện thân. Hành tu từ bi và nhẫn nhục của sư chú chứng tỏ sư chú đã là một vị Bồ Tát chân nhân ngay từ hồi sư chú còn hiện tiền hành đạo. Tâm của sư chú đã trở thành tâm vô lượng, tâm không biên giới, không ngần mé, và tâm ấy là tâm từ bi hỷ xả, có khả năng ôm lấy và dung chứa được mọi loại. Đêm qua trong giờ thiền tọa, Hòa Thượng đã thấy Đức Thế Tôn thị hiện. Tay trái của ngài nâng một đài sen, tay phải của ngài bắt ấn cát tường. Ngài dạy Hòa Thượng là Kính Tâm đã đạt tới quả vị của một vị đại Bồ Tát an trú trong pháp giới địa, nghĩa là quả vị cao nhất của một vị Bồ Tát. Và từ ngón tay trỏ của Đức Thế Tôn trong ấn cát tường, một tia sáng phát ra. Theo dõi tia sáng đó nhìn lên, Hòa Thượng thấy một tòa sen báo ngàn cánh. Ngồi trên tòa sen là một vị Bồ Tát dung mạo cực kỳ đoan chính, khuôn mặt đúng là khuôn mặt của sư chú Kính Tâm. Bồ Tát mỉm cười chắp tay làm lễ Hòa Thượng, lòng tràn đầy hỷ lạc và cung kính. Hòa Thượng cũng chắp tay kính lễ Bồ Tát. Điều lạ lùng nhất là Hòa Thượng thấy chú Tiểu Thiện Tài cũng có mặt, đang chắp tay đứng bên tòa sen của Bồ Tát. Giây phút thị hiện rất ngắn ngủi nhưng thật thâm sâu và rõ ràng. Trong phương trượng của Hòa Thượng tự nhiên phản phất một mùi hương kỳ diệu mà Hòa Thượng chưa bao giờ ngửi thấy. Hòa Thượng tuyên bố giữa đại chúng là ngài phát nguyện khởi xướng việc xây cất một ngôi chùa cho người nữ xuất gia tu tập theo di chúc của Bồ Tát Kính Tâm. Bồ Tát Kính Tâm đã tu hành đắc đạo, đã độ được cha mẹ cho mọi người từ thân đến sơ. Ngôi chùa này cũng sẽ thờ xá lợi của Bồ Tát Kính Tâm. Hòa Thượng dạy rằng, tuy mình là thầy bản sư của Kính Tâm, ngài cũng đã học hỏi được rất nhiều từ công hạnh của Bồ Tát. Ngài bảo, khi một người tu đắc đạo thì không biết bao nhiêu người khác được nhờ cậy. Ngài dạy cho đại chúng niệm: Nam mô Đức Bồ Tát Quan Âm Kính Tâm, vô lượng từ bi,
vô lượng hỷ xả, vô lượng nhẫn nhục. Tất cả mọi người trì tụng danh hiệu này 108 lần với giọng điệu thiết tha và tâm ý thành khẩn. Hòa thượng còn dạy mọi người là mỗi khi trong lòng có sự bực bội, ganh tức, phiền muộn hoặc oán hận thì phải trì niệm danh hiệu Bồ Tát nhiều lần. Nếu một lòng trì niệm danh hiệu ấy thì chỉ trong khoảnh khắc những tâm niệm khổ đau kia sẽ được chuyển hóa. Rồi hòa thượng kết thúc bài pháp thoại bằng một đoạn kinh, trong đó Đức Thế Tôn giáo hóa vị Sa Di La Hầu La về phương pháp hành xử với cuộc đời. Năm ấy Sa Di La Hầu La được 17 tuổi đã có khả năng tiếp nhận giáo lý sâu sắc. Bục dạy: Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của đất. Dù người ta có đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hoa hương, nước ngọt và sữa thơm, hoặc người ta có đổ lên đất những thứ hôi hám và dơ giấy như máu mủ, nước tiểu, đàm dải và phân rác, thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc tự hào, cũng không oán hờn hay tủi nhục. Tại sao? Tại vì đất là địa đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa. Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi người bất công và oan ức, và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con buồn tủi và đau khổ. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của nước. Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ, hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn và hôi hám, thì cũng không phải vì thế mà nước bị vướng mắc, tự hào hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục. Tại sao? Tại vì nước là thủy đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển, có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả những gì đã tiếp nhận. Nếu tâm con rộng lớn, bao la, vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức, và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con khổ đau và buồn tủi. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của lửa. Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái xấu xa dơ bẩn, mà lửa vẫn không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Tại sao? Tại vì lửa là quả đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hóa tất cả những gì người ta đem tới. Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức, và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn được hạnh phúc và bình an trong con. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của gió. Gió có thể tiếp nhận, thổi đi và chuyển hóa mọi mùi hương, dù thơm, dù thối, mà không bị vướng mắc, tự hào hoặc buồn khổ hay tủi nhục. Vì sao? Vì gió là phong đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường. Nếu tâm con rộng lớn, nếu tâm con có khả năng chuyển hóa và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức mà kẻ khác trút lên con, và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con được. Những bài kinh mà hòa thượng trú trì đọc lên có âm hưởng của những bài kệ mà ngày xưa sư chú Kính Tâm đã xướng lên mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều trong những giờ thỉnh đại hồng chung. Những lời kinh ấy như nước cam lộ tưới xuống trái tim của mọi người. Châu, em trai của sư chú Kính Tâm, sau khi nghe kinh đã đến quỳ xuống dưới chân hòa thượng để cầu xin xuất gia tu học tại chùa. Thiền sĩ cũng đến quỳ lạy dưới chân ngài để cầu xin xuất gia. Thi Màu cũng đến quỳ lạy dưới chân hòa thượng. Nàng bạch trước hòa thượng là khi ngôi chùa sư nữ đầu tiên được thành lập, nàng sẽ xin xuống tóc để xuất gia tu học nơi ấy. Hai ông bà phú hộ bố mẹ của Màu, cũng như hai ông bà họ Lý bố mẹ của Bồ Tát Kính Tâm, cũng quỳ xuống phát nguyện xin thọ trì năm giới và hết lòng yểm trợ hòa thượng trong việc xây dựng ngôi chùa sư nữ đầu tiên trên đất nước Giao Châu.
chùa Pháp Vân, gọi tắt là chùa Vân hay chùa Dâu, là nơi phát tích của Bồ Tát Quan Âm Kính Tâm, để người ta mãi mãi nhớ rằng Đức Quan Âm này xuất thân từ một người con gái. Nên dân chúng thay vì gọi Ngài là Đức Bồ Tát Quan Âm Kính Tâm đã thường gọi Ngài là Bồ Tát Quan Âm Thị Kính. Ta cũng nên tùy hỷ theo ước muốn ấy và chắp tay cung kính niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Âm Thị Kính. Và ta cũng có câu ca dao: xem trong cõi nước Nam ta, chùa Vân có Đức Phật Bà Quan Âm. Phật Bà Quan Âm đây là Phật Bà Quan Âm Kính Tâm, hay nói gọn hơn là Quan Âm Thị Kính. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Thương cứu độ trần gian.